Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ông Trọng vẫn mặc dày chúc Tết quý mão Như thường lệ, trong thời khắc giao thừa thiên liên đón xuân, Chủ tịch nước là người thay mặt nhà nước chúc Tết đồng bào cả nước. Nhưng nếu tính từ năm 2019 cho đến nay, kỷ lục chúc xuân, chúc Tết có lẽ nằm gọn trong tay ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Không những trong nhiệm kỳ của mình mà còn trong nhiệm kỳ của người vừa bị ông triệt hạ, ông Nguyễn Xuân Phúc người nhận chức chủ tịch nước trong tháng 7 năm 2021, chỉ vỏn vẹn được gửi lời chúc mở đầu lời chúc, tổng bí thư đã vội khoe khoang. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật. Vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và hiệu quả chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước hình ảnh ông nguyễn phú trọng chúc tết quý mão không biết ông trọng có ngầm cảm thấy hổ thẹn với những gì mình đang nói hay không đứng trước hàng triệu triệu người là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của những thành quả mà các đồng chí của ông đã thực hiện khuôn mặt ông không hề có chút cảm xúc đắn đo tư lự khi những tham quan dính dáng đến hai vụ đại án kit test việt á và chuyến bay giải cứu vẫn chưa đền tội thích đáng khi hai phó thủ tướng và cả chức vụ chủ tịch nước bị cho là phải chịu trách nhiệm trước toàn đảng toàn dân chỉ thôi chức rút lui trong êm đẹp thì ông trọng muốn lờ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra hậu quả của những tiêu cực tham nhũng của những đại án việt á và giải cứu vẫn còn kéo dài và tồn tại đến bây giờ lẽ nào trong thảm họa đại dịch trong ức chế thiếu thốn đói nghèo việc năng động sáng tạo thổi giá kit test và nỗ lực phấn đấu ăn tiền của đồng bào bị kẹt ở nước ngoài trong đại dịch là những thành tựu rất quan trọng đó chỉ có thể là thành tựu quan trọng của đảng khi tạo ra và dung dưỡng những quan tham vô nhân tính hình ảnh từ trái qua phải theo thứ tự là các ông nguyễn xuân phúc phạm bình minh vũ đức đam đã bị cho thôi chức có lẽ ai cũng nhận ra các dấu ấn nổi bật trong một năm 2022 chỉ xoay quanh việc đốt lò của ông Trọng. Trong vòng chưa đầy một năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phải mở 3 phiên họp bất thường nhằm sắp xếp công tác nhân sự. Ngoài hàng loạt bộ trưởng chủ tịch các địa phương bị bắt điều tra khởi tố, chấn động hơn cả là việc loại bỏ cùng một lúc hai phó thủ tướng và sau đó cả ông Phúc cũng phải thôi chức theo nguyện vọng cá nhân. Sự bất ổn trong bộ máy cầm quyền qua lời ông Tổng Bí Thư bỗng chốc hóa thành một bản hùng ca hào hùng bằng việc thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, một con số thống kê không biết nói dối đã vạch trần trò mỹ dân của ông Trọng. Theo báo VTV.vn, ngày 29 tháng 12 năm 2022, số liệu thống kê cho biết tính chung cả năm 2022 cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Con số này cho thấy các doanh nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hình ảnh bài báo tỷ lệ thanh niên cần gì để thích ứng trong năm 2022 trên trang tuổi trẻ.vn Thực tế, đặc điểm của nền kinh tế dựa vào bán sức lao động, sự gia tăng của nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế thu hút nhiều lao động giá rẻ đang ngày càng bộc lộ rõ ở Việt Nam. Trong khi từ đầu năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng đột biến và vượt mốc 4%. Theo công bố trên báo Tuổi Trẻ Online, đăng tải vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, một con số khủng về tỷ lệ người không có việc làm vào đầu năm 2022 đã là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế bất ổn, nhưng qua lời đảng trưởng lại biến thành phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách vô căn cứ, có chăng là việc hối lộ và tham nhũng để phát triển kinh tế cho các quan tham được phục hồi như mong đợi. Hoạt động chúc Tết vốn do chủ tịch nước đảm nhận và theo quy định của hiến pháp thì phó chủ tịch nước là người thay thế nếu chức vụ chủ tịch nước đang tạm thời bị bỏ trống. Năm nay, lại một lần nữa ông Trọng cho thấy ông là người nắm trọn quyền lực tuyệt đối và công khai thách thức những trật tự luật định khi gạt bỏ bà Võ Thị Ánh Xuân ra khỏi việc chúc Tết người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin ông Trọng vẫn mắt dày chúc Tết quý mão. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn một Tết buồn. Tết năm nay buồn quá buồn. Khi mà đường phố vắng hoe, khi mà ngay cả những khu chợ nổi tiếng lâu đời như bến Thành, Tân Định cũng thưa thớt, người người nhìn nhau thở ngắn than dài. Hình ảnh hoa đẹp nhưng không có người mua. Chiều 26 Tết, những ngày này mỗi năm phố chợ luôn nườm nượp người xe chen chúc, hoa cúc, hoa mai rộn ràng. Năm nay cũng hoa cúc, cũng hoa mai, cũng đào nở rộ nhưng chẳng thấy người đâu. Chợ hoa trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông được trang hoàng rất đẹp với cặp mèo vàng duyên dáng đáng yêu, với dãy hoa bonsai đủ loại, đủ kiểu, đủ dáng nhưng không thấy người mua. Từ chiều muộn đến tối, người đi dạo thì nhiều, có xôn xao, có trả giá, nhưng người bán thì vẫn đông hơn người mua. Báo người lao động bảo rằng hơn 100 chiếc ghe chở hoa, tắt, cây kiển, mai, bông giấy, vạn thọ, đậu ngập trên bến Bình Đông, nhiều nhất từ trước đến nay. Ghi nhận của phóng viên người lao động là chiều 28 Tết và họ bảo là người mua rất đông. Nhưng thực tế, chiều 28 Tết mà hoa vẫn còn ở dưới bến, chưa thể lên bờ do không có chỗ xếp thì phải nói là quá ế ẩm. Hình ảnh chủ một quán cơm bình dân ở Bến Bình Đông đối diện chợ Hoa. Chị Hương 53 tuổi chủ một xe cơm bình dân nhỏ, có thâm niên hơn 30 năm ở Bến Bình Đông. Nhìn chợ Hoa phía đối diện lắc đầu thở dài. Chưa có năm nào mà ế ẩm như năm nay. Hoa rất đẹp nhưng không có khách mua, chỉ có người xem và chụp hình. Chị Hương cho biết thêm, năm nay kinh tế suy thoái mà, công nhân thất nghiệp về quê sớm nên hàng quán cũng ế ẩm theo. Cùng quan điểm với chị Hương, Chị Xuyên, 60 tuổi, chủ một sạp hàng bánh mứt ở chợ Tân Định hơn 30 năm cho hay. Ế lắm, biết làm sao giờ, kinh tế suy thoái mà. Mỗi năm mấy ngày cận Tết là công nhân ra mua đông lắm, mua đem về quê làm quà. Nhưng năm nay công nhân đã về quê từ mấy tháng trước rồi, giờ bán không được nhiêu hết. Chị Xuyên cho biết thêm, năm nay chị bán chỉ bằng 30% của năm ngoái, nghĩa là còn ế ẩm hơn trong dịch, tệ hơn trong dịch mà không chỉ mình chỉ tất cả các hàng quán khác đều ế từ áo quần may mặc cho đến dịch vụ ăn uống vườn hoa tàu đàn như mọi năm cũng được trang hoàng rất đẹp với đủ loại hoa và các tác phẩm điêu khắc nhưng vào chiều 28 Tết cũng khá vắng vẻ so với mọi năm khách du lịch nước ngoài cũng có nhưng thưa thớt không đáng kể nhà văn hóa thanh niên thành phố số 4 Phạm Ngọc Thạch buổi chiều tối 29 Tết khá đông đúc nhộn nhịp nhưng chỉ cách đó một quãng công viên 30 tháng 4 lại quạnh quẻ điều hiu một dãy các sạp cho chữ của thầy đồ nằm dọc theo hàng rào nhà văn hóa thanh niên. Có đến mấy chục thầy đồ ngồi cho chữ, nhưng cũng như chợ hoa bến Bình Đông, người đi xem, quay phim, chụp hình thì nhiều, người mua thì ít. Hình ảnh linh vật năm con mèo tại bến Bình Đông. Một bé đồ xinh xắn mới 13 tuổi chia sẻ vì em thích chữ đẹp nên đi học viết chữ thư pháp. Một thầy đồ khác là sinh viên cho biết mỗi ngày em kiếm được trên dưới 1 triệu chắc cũng đủ chi phí. Đêm 30, gương mặt của những chủ hàng hoa dường như dài hơn, sạm hơn, không còn nét tươi cười chào mời khách như những ngày trước đó. Khi thấy xin phỏng vấn, họ cáu quát âm lên, đã lỗ đến trắng tay rồi, phỏng vấn cái gì? Những chậu hoa cúc ngày 25 Tết để giá 150.000 đồng một chậu, nay hạ xuống còn 150.000 đồng một cặp mà vẫn không mấy người mua. Đến 9 giờ tối, có chủ hàng hạ xuống 100.000 đồng một cặp, rồi 20.000 đồng một chậu. Nhưng năm nay khác với mọi năm. Đa số tiểu thương chấp nhận hạ giá bán rẻ, chứ ít đập bỏ vì họ hiểu, người dân không có tiền để mua. Thế nhưng vì lượng hoa quá nhiều nên cuối cùng vẫn phải bỏ. Hình ảnh, chủ vựa hoa đau lòng nhìn vốn liếng không thể thu hồi. Anh Hợp, 37 tuổi, người làm thuê cho một vựa hoa ở Bến Tre, cùng chủ đem hoa lên bán tại Bến Bình Đông cho biết, tiền lô, tiền thuê ghe, thuê nhân công cũng hết 40-50 triệu đồng, nhưng thu về chưa đến 60% vốn, chủ của anh lỗ nặng năm nay cụm từ suy thoái kinh tế bám theo từng người dân từng gia đình nhà nhà đều phải thắt lưng buộc bụng không ai dám mua sắm gì nhiều mâm cúng ngày tết cũng đơn giản hơn chỉ dừng lại ở mức nghi lễ truyền thống dường như ngân sách thành phố cho chi tiêu tết cũng cắt giảm đường phố không có những dây hoa rực rỡ đủ màu sắc những trang hoàng bày biện chỉ tập trung ở khu vui chơi tết như tao đàn và đường hoa nguyễn huệ tuy nhiên có lẽ vì ngân sách ít nên việc thiết kế lại thanh nhã hơn, nghệ thuật hơn chứ không nhức mắt, sến súa như mọi năm. Mèo Sài Gòn cũng đẹp hơn bên cạnh nét trầm buồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo D với bản tin Sài Gòn một Tết buồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo D.